Vâng, tỉnh Đắk Lắk. Các con ơi, trong thời gian nghỉ dịch ở nhà này, các con nhớ là nghe lời ông bà, bố mẹ, không được tập trung đến nơi đông người, không ra ao hồ sông suối. Và các con nhớ là phải ăn uống điều độ này, luyện tập thể dục thường xuyên này, và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Đặc biệt là các con phải rửa tay bằng xà phòng và đúng cách để giữ vệ sinh đôi tay thật sạch sẽ các con nhé. À, các con nhớ là chúng mình phải rửa tay trước khi ăn này, sau khi đi vệ sinh này, và khi tay mình bẩn các con nhé. Và các con nhớ là trước khi rửa tay chúng ta phải làm gì các con nhỉ? À, các con xem này, trước khi rửa tay chúng ta phải cắt móng tay gọn gàng. Các con xem này, bạn nào mà để móng tay dài và đen như thế này, không tài nào các con rửa đôi tay của mình được sạch sẽ đâu các con ạ. Và các con phải nhớ là cắt móng tay gọn gàng và sạch sẽ như thế này, sau đó chúng ta mới rửa tay các con nha. Và chúng ta lâu rồi cô trò mình nghỉ dịch, lâu rồi cô trò mình chưa gặp nhau. Hôm nay cô trò mình cùng ôn lại các bước rửa tay để chúng ta thực hiện cho đúng và để cho đôi bàn tay mình thật là sạch sẽ các con nhé. Bây giờ các con cùng rửa tay với cô nào. Trước khi rửa tay là nếu như bạn nào mặc áo dài tay thì chúng ta nhớ là sắn tay áo lên này, để cho nước không vương vào và làm ướt áo các con nha. Bước 1 là các con phải làm ướt tay dưới vòi nước chảy này. Các con lấy xà phòng này, cô sử dụng xà phòng Lifebuoy đó các con ạ. Các con có thể sử dụng một số xà phòng khác để xà phòng rửa tay khác để rửa tay các con nha. Các con nhớ là phải lấy một lượng vừa đủ này, không lấy nhiều quá để làm lẫn cái xà phòng này, và không lấy ít quá sẽ không đủ lượng để làm sạch đôi bàn tay các con nhé. Sau đó các con này xoa xà phòng khắp tay này, chà sát hai lòng bàn tay vào nhau này. Bước 2, các con dùng lòng và bàn tay và các ngón tay của bàn tay phải này cuốn vào ngón tay và xoay này, bắt đầu từ ngón tay cái này, ngón tay trỏ này, ngón tay giữa này, ngón tay áp út này và ngón tay út. Các con thực hiện tương tự với tay còn lại nha. Ngón tay cái này, ngón tay trỏ này, ngón tay giữa này, ngón tay áp út này và ngón tay út. Bước 3, các con dùng lòng bàn tay phải chà sát lên mu bàn tay trái. Sau đó các con xoay cổ tay. Chúng ta thực hiện tương tự với tay còn lại nha. Chà sát lên mu bàn tay và xoay cổ tay. À, chúng ta còn bước nào nữa không các con nhỉ? Còn bước nào để làm đôi bàn tay mình được sạch sẽ không các con? À, các con phải dùng ngón tay của bàn tay này chà miết vào kẽ tay tại giữa các ngón tay của bàn tay kia các con nha. Nhớ là miết kỹ cho nó sạch nha. Đổi tay và thực hiện tương tự này. Sạch, đã sạch chưa các con nhỉ? À, còn một bước nữa đó là các con chụm đầu ngón tay của bàn tay này và xoáy vào lòng của bàn tay kia. Và ngược lại này. Sau đó các con rửa sạch xà phòng dưới vòi nước chảy này. Các con nhớ là để xuôi tay theo dòng nước chảy nha, để nước không chảy theo kiểu tay vào làm ướt áo các con nhé. Và rửa thật sạch xà phòng này. Nếu bạn nào mà làm không sạch xà phòng thì làm sao nhỉ? À, xà phòng sẽ ăn da tay của chúng ta. Con nhớ nha. Sau đó con dùng khăn này lau khô